các em. Trước khi vào bài ôn tập tiếng Việt của ngày hôm nay, thì cô mời các em cùng đến với ca khúc Lời Cô Dặn do nhạc sĩ Nguyễn Tiến Nghĩa sáng tác nhé. Thực hiện tốt các quy định khi tham gia giao thông để bảo vệ sự an toàn cho mình và cho mọi người nhé. Chúng ta cùng đi vào bài tập ngày hôm nay, đó là ôn tập tiết 2. Hoạt động thứ nhất, luyện viết chính tả. Cô giới thiệu với các em bài hôm nay chúng ta viết, đó là bài Hoa Giấy. Các em cùng đọc thầm theo cô nhé. Hoa giấy. Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vườn cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà, lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỏng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời. Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất. Theo Trần Hoài Dương. Các em hãy cho cô biết những từ ngữ, hình ảnh nào cho thấy hoa giấy nở rất nhiều. Xin chúc mừng những bạn có cùng đáp án với cô nhé. Đó chính là bông giấy nở hoa tưng bừng, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Cả vườn cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ. Hãy cho cô biết nội dung của đoạn văn là gì. Đó chính là tả vẻ đẹp đặc sắc của loài hoa giấy. Cô xin giới thiệu với các em, đây là hình ảnh hoa giấy. Và đây là cây hoa giấy đang ra hoa rực rỡ. Các em hãy tìm và ghi lại những từ khó viết trong đoạn văn. Cô giới thiệu với các em, đây là một số từ mà các em thường hay viết sai trong đoạn văn này. Từ thứ nhất, rực rỡ. Khi viết, các em cần lưu ý âm R của tiếng rực và tiếng rỡ mang thanh ngã.
trắng muốt. Lưu ý vần uốt u ô tờ uốt. Trong tiếng uốt tinh khiết, các em cần lưu ý vần yết i e tờ yết. Bao trùm, bao trùm có nghĩa là bao bọc và trùm lên khắp cả một khoảng không gian nhất định nào đó. Tiếng trùm có nghĩa là phủ lên và che kín các phía. Nó khác với chùm, có nghĩa là tập hợp nhiều vật cùng loại chụm lại quanh một điểm. Các em hãy viết lại những từ ngữ khó viết của mình. Mỗi từ ngữ các em viết một dòng. Chúng ta vừa xong phần luyện từ khó viết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết chính tả nhé. Đây là một bài văn, cho nên là khi viết, các em nhớ chừa chỗ sửa. Và tư thế ngồi viết, cần phải thực hiện đúng tư thế ngồi viết thì chữ viết của mình mới đẹp. Trước khi viết, các em nghe cô đọc bài lại một lần nhé. Hoa giấy. Trước nhà, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vòm cây lá che hoa bao trùm lấy ngôi nhà, lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỏng. Tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, cây bông giấy sẽ bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời. Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất, theo Trần Hoài Dương. Chúng ta bắt đầu viết nhé các em. Hoa giấy. Xuống hàng. Lùi vào. Trước nhà, phải mấy cây bông giấy, mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng, nở hoa tưng bừng chấm. Trời càng nắng gắt, trời càng nắng gắt, phải hoa giấy càng bồng lên rực rỡ, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ chấm. Màu đỏ thắm, màu đỏ thắm, phải màu tím nhạt, màu tím nhạt, phải màu da cam, màu da cam, phải màu trắng muốt tinh khiết, màu trắng muốt tinh khiết. Chấm. Cả vòm cây lá chen hoa. Cả vòm cây lá chen hoa. Bao trùm lấy ngôi nhà. Bao trùm lấy ngôi nhà. Lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Lẫn mảnh sân nhỏ phía trước.
chấm. Tất cả như nhẹ bỗng. Tất cả như nhẹ bỗng. Phải. Tưởng chừng. Chỉ cần một trận gió ào qua. Chỉ cần một trận gió ào qua. Phải. Cây bông giấy sẽ bốc bay lên. Cây bông giấy sẽ bốc bay lên. Phải. Mang theo cả ngôi nhà. Mang theo cả ngôi nhà. Lang thang giữa bầu trời. Lang thang giữa bầu trời. Ba chấm. Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Hoa giấy đẹp một cách giản dị. Chấm. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá. Phải. Chỉ có điều mỏng manh hơn. Chỉ có điều mỏng manh hơn. Và có màu sắc rực rỡ. Và có màu sắc rực rỡ. Chấm. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân. Phải. Nhưng chỉ cần. Nhưng chỉ cần. Một làn gió thoảng. Một làn gió thoảng. Một làn gió thoảng. Phải. Chúng liền tản mát bay đi mất. Chúng liền tản mát bay đi mất. Chấm xuống dòng. Theo Trần Hoài Dương. Theo Trần Hoài Dương. Các em cùng dò lại bài. Hoa giấy xuống dòng. Trước nhà phải. Mấy cây bông giấy nở hoa tưng bừng. Chấm. Trời càng nắng gắt phải. Hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Chấm.
màu đỏ thắm, phải. Màu tím nhạt, phải. Màu da cam, phải. Màu trắng muốt tinh khiết, chấm. Cả vòm cây lá chen hoa bao trùm lấy ngôi nhà, lẫn mảnh sân nhỏ phía trước, chấm. Tất cả như nhẹ bỏng, phải. Tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, phải. Cây bông giấy sẽ bốc bay lên, phải. Mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời, ba chấm. Hoa giấy đẹp một cách giản dị, chấm. Mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, phải. Chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ, chấm. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, phải. Nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, phải. Chúng liền tản mát bay đi mất, chấm. Xuống dòng theo Trần Hoài Dương. Chúng ta vừa thực hiện xong bài viết, bây giờ chúng ta cùng sang hoạt động 2, đó chính là ôn luyện về các kiểu câu kể. Bài tập đầu tiên, đọc một vài câu kể. A. Kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường. B. Tả các bạn trong lớp, tính tình, dáng vẻ, vân vân. C. Giới thiệu từng bạn trong tổ của em với chị phụ trách mới của liên đội. Các em hãy cho cô biết là chúng ta có mấy kiểu câu kể và đó là những kiểu câu kể nào. Kể về các hoạt động vui chơi của em và các bạn trong giờ nghỉ giữa buổi học ở trường. Nó sẽ thuộc kiểu câu kể nào? À, đó chính là kiểu câu kể ai làm gì. B. Tả các bạn trong lớp, tính tình, dáng vẻ, vân vân, thuộc kiểu câu kể ai thế nào. Và C. Giới thiệu từng bạn trong tổ của em với chị phụ trách mới của liên đội. Nó sẽ thuộc kiểu câu kể ai là gì. Cô mời các em thực hiện vào bài làm của mình. Chúng ta cùng đến với chiếc lọ tiếng Việt nhé. Đó chính là hoạt động củng cố đấy các em. Thi đua nói các câu kể sau. Câu kể ai là gì? Câu kể ai làm gì? Câu kể ai thế nào? Với mỗi kiểu câu kể thì các em sẽ nói một câu. Và sau đó các em sẽ xác định chủ ngữ và vị ngữ của câu đó giúp cô nhé. Các em hãy làm vào phiếu của mình đi. Chúc mừng những bạn đã thực hiện tốt phần bài làm của ngày hôm nay. Các em cần xem lại bài ôn tập tiết 2 và chuẩn bị bài ôn tập tiết 3 trang 96. Bài làm của mình thì các em sẽ gửi về cho thầy cô của mình nhé.